Hi, xin chào các bạn, đuổi trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với story Minecraft công viên khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành làm về mấy em cáo nha các bạn ơi. Và để mà đi thuần hóa mấy em cáo thì chúng ta sẽ còn thịt của mấy em gà tây này nè các bạn. Mình đã có khá là nhiều gà tây ở đây luôn. Và mình cũng đã có giết thịt hết một mớ rồi nè. Ôi tính ra thì cũng không có nhiều lắm đâu. Đây mình sẽ lấy tầm 20 miếng nha các bạn ơi. Đó, và chúng ta sẽ cầm đi và đi thu phục mấy cái em cáo nha. Cáo thì nó sẽ có hai loài, đó chính là cáo bình thường và cáo tuyết nha các bạn ơi. Bây giờ để mình chuẩn bị mấy cái pet amulet cái đã. Ôi mình đã có được khá là nhiều rồi nè, 7 cái rồi nè. Chúng ta sẽ dùng những cái pet amulet này để mà tiến hành nhốt mấy cái em cáo đã được thuần hóa vào nha. Và chắc mình sẽ làm cái chuồng cáo ngoài chỗ này luôn quá. Hy vọng là được ha. Chúng ta sẽ làm phía bên này đi nè. Đó, bên này nó cũng khá là trống các bạn ơi. Chỗ này thì mình sẽ để làm cho chuồng của mấy em mèo cũng như là chuồng của mấy em chó sói nha. Bây giờ thì mình sẽ đi thuần hóa mấy em cáo thôi. Ui, không biết nó có spawn quanh đây không nữa. Bình thường á thì chồn và cáo nó sẽ spawn rất là nhiều ở quanh đây luôn nè các bạn ơi. Thôi bây giờ mình sẽ đi qua cái vùng lạnh giá đi, cái vùng băng tuyết nè, để mà chúng ta sẽ kiếm mấy cái em cáo tuyết cái đã. Đây White Fox nè các bạn. Chỗ này có mấy em cáo trắng hả? Hình như lúc trước khi mà đi tìm mấy em voi á thì mình đã có thấy được mấy em cáo trắng rồi nè. Mình sẽ thuần hóa nó các bạn ơi, và chúng ta sẽ đặt tên cho nó nè. Đây mình sẽ đặt là White Fox thôi, cáo trắng các bạn à. Và mình sẽ bỏ nó vào một cái bed amulet thôi. Rồi, ngon lành gành đào liền. Thế là chúng ta đã có được một em cáo trắng rồi đó các bạn ơi. Wow, khá là xịn sò luôn. Ôi, phía bên này chúng ta còn gặp thêm một em cáo trắng khác nữa nè. Mình sẽ tiến hành thuần hóa cái em cáo trắng này bằng gà tây nha. Chỉ cần click dục phải vào. Và chúng ta sẽ đặt tên cho cái em này thôi. Rất là đơn giản đó các bạn ơi. Đó, và mình đã có được một cặp cáo trắng rồi nè. Mình sẽ tiến hành đi thuần hóa thêm một vài em nữa nha các bạn ơi. Hy vọng là quanh đây chúng ta còn gặp được nhiều cáo trắng nữa. Wow, mình chỉ gặp được mới hai em thôi nè. Chúng ta mới bắt được về có hai em thôi. Hy vọng là đủ một cặp nữa cho xong đó các bạn ơi. Ở bên đây mình gặp được mấy em thỏ trắng nữa. Wow, cũng khá là xịn sò đây. Mình gặp thêm một con cáo trắng nữa nè các bạn ơi. Ok, thuần hóa em này luôn. White Fox các bạn à. Đặt cái tên như vậy để mà nó phân biệt với lại mấy em cáo bình thường nữa. Wow, thỏ trắng qua đây nó cũng khá là nhiều luôn nha. Khá là xịn sò luôn các bạn ơi. Có cả em heo rừng ở đây nữa. Ngon lành cành đào nha. Trong này thì cũng có khá là nhiều cừu nè. Chúng ta gặp thêm được một em cáo trắng nữa. Nó xuất hiện quanh đây rất là nhiều luôn bạn ơi. Ui, xịn sò con bò luôn. Và đây chính là cái em cáo trắng thứ tư của mình luôn rồi. Mình sẽ bỏ nó vào trong bed amulet thôi. Ngon lành cành đào luôn. Đã chưa, đã chưa. Mình sẽ kiểm tra quanh đây thử. Nó còn mấy cái em cáo trắng nào nữa không ta? Bọn này thì nó spawn khá là nhiều luôn các bạn ơi. Nên chúng ta khỏi phải lo về cái độ hiếm của nó nha. Uầy, quanh đây còn cáo trắng nữa không ta? Chúng ta sẽ cùng kiểm tra thử coi. Được 4 em rồi. Không biết thêm một cặp nữa thì như thế nào ta? Đây đây đây, mình gặp thêm một em nữa đó các bạn ơi. Cứ vừa nói dứt câu là có thêm một em cáo trắng nữa xuất hiện à. Rất là xịn luôn nè. Đấy, cho nó ăn thịt gà tây và đặt tên thôi các bạn. Xịn vãi cả chữ ngà. Thêm một em cáo trắng nữa rồi. Ngon lành canh đào luôn. Chúng ta sẽ kiếm thêm một em nữa cho nó đủ luôn nha các bạn ơi. Cái gì cũng phải vậy, đủ đôi đủ cặp mới được. Đây đây đây. Và đây chính là em cáo trắng cuối cùng. Chúng ta sẽ thu phục xong cái em này luôn đi ha. Rồi mình sẽ đi bắt cáo thường về các bạn ơi. Đã đủ được 6 cái pet amulet mà nó chứa cáo trắng rồi nè. Thôi bây giờ chắc mình sẽ đi trở về nhà quá. Chúng ta đi về nhà và xây chuồng cho cáo trước đi. Rồi tiếp theo đó thì chúng ta sẽ tiến hành đi bắt mấy em cáo thường sau nha. Chuồng cáo thì mình cũng sẽ cách với lại cái chuồng của mấy em panda này ra nha. Để mình đi vô nhà mình lấy thêm những cái grass block nha bạn ơi. Những cái khối cỏ đó. Để mà chúng ta sẽ kéo cái diện tích ra mới được. Đây mình đã có khá là nhiều khối cỏ cũng như là những cái khối đất luôn rồi nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành ra ngoài này và kéo cho cái chuồng này nó rộng rộng ra một xíu cái đã. Rồi, ok. Bây giờ thì mình sẽ dùng cây wand để mình kéo cho nó lẹ luôn nha các bạn ơi. Đây, dùng cây wand để mà kéo thôi.
Chúng ta phải chỉnh chế độ nữa. Rồi, nó phù hợp với lại chế độ rồi đó. Đây, mình sẽ kéo thêm nè. Và thế là chúng ta đã hết được cái khối cỡ rồi. Bây giờ mình phải xài những cái khối đất bình thường thôi bạn ơi. Ồ, cái cây hoa này nó chỉ kéo theo cái chiều này thôi hả? Chúng ta sẽ chỉnh lại coi. Chiều này cũng phải kéo được chứ. Đó. Cái sàn này thì chắc mình sẽ mở rộng thêm một ô nữa đi ha. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi kéo cái chiều ngang ra thôi. Ui, cây hoa nó hư rồi nè. Mình sẽ đổi qua một cái cây hoa khác nha. Mình còn cái cây hoa nào nữa không ta? Trong cái ba lô vàng này chúng ta còn không? Ui, hết cây hoa rồi các bạn ơi. Chắc mình phải tạo thêm hai cây hoa nữa quá. Vừa đủ để mà tạo hai cây nữa thôi các bạn ơi. Ok. Chúng ta tạm cất vào đây một cây nè và chỉnh chế độ của cái cây còn lại. Chỉ mới kéo cái sàn thôi mà trời nó cũng đã tối rồi nè. Nhanh thiệt sự các bạn ơi. Một ngày trôi qua nhanh vậy cả chưởng luôn đó. Chuồng cáo như vậy thì nó có bị quá to không ta? Hay là mình chỉ làm 20x20 thôi? Để mình kiểm tra thử coi. Chắc là 20x20 là vừa đủ rồi đó các bạn ơi. Đó, 20x20 thôi. Bên này thì cũng là 20 thôi nè các bạn. Ok, 20. Làm rộng quá thì nó cũng không có được các bạn ơi. Tại vì mấy em cáo này thì kích thước nó cũng khá là nhỏ thôi. Làm chi cho quá rộng. Trời ơi, không hiểu sao tôi đo mà nó bị lệch luôn à. Sợ thiệt sự ạ. Và ở đây chúng ta sẽ có được một cái cửa hả? Chỉ một cái cửa thôi sao? Rồi, mình sẽ làm cái cửa. Và chúng ta sẽ dùng những cái loại gỗ bạch dương này nè. Đó, để mà tiến hành làm cho nó đẹp nha các bạn ơi. Wow, chuồng cửa trắng luôn. Làm cho mấy em cáo trắng các bạn à. Rồi, những cái trụ bên này thì mình cũng sẽ tiến hành làm luôn. Chuồng này thì nó cao 4 ô thôi ha. Chắc 4 ô là đủ rồi các bạn ơi. Chuồng cho cáo mà. Nó cũng không có còn cao quá đâu. Đó, cao 4 ô là được rồi. Mỗi góc là 4 ô thôi các bạn ơi. Đó, ngon lành liền. Lộn. Chỗ này chúng ta phải dùng những cái gỗ bạch dương mới đúng nè. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành nối những cái stone brick lại luôn nha. Nối lại thôi các bạn ơi. Tí nữa thì mình vẫn sẽ lắp những cái Tí nữa thì mình sẽ vẫn tiếp tục lắp kiến cho nó trong suốt lại mới được. Bốn ô thì nó có bị tù quá không ta? Chắc không sao đâu các bạn à. Và đây chính là cái phần cuối cùng. Rồi chúng ta sẽ kéo cho nó xong luôn nha. Đó, cơ bản là xong cái khung rồi nè. Hay là cái phần bên hông này mình chỉ ra 4 ô thôi nha. Nếu mà 5 ô thì nó sẽ như thế này. Và như vậy thì nhìn nó ôi khá là tù đây. 4 ô thôi các bạn ơi. Ok, bên này 4 ô và bên này nó cũng ra 4 ô thôi. Chỉ có cái phần cửa trước là chúng ta sẽ đi ra 3 ô thôi các bạn ơi. Còn cái cửa bên này thì nó cũng chắc như vậy luôn quá. Hay là mình sẽ làm theo cái kiểu như vậy ta. Kiểu 2 ô như vậy cũng được nè các bạn ơi. Đó, bên này thì ra 4 ô nha. 4 ô bên này và bên này cũng là 4 ô thôi. Ok. Bây giờ thì tới cái mặt lưng nè. Mặt lưng thì mình sẽ đi ra trước 4 ô nha. Và chúng ta sẽ cùng nhìn xem. 4 ô thì cũng được. Thôi 5 ô đi. Mặt lưng thì 5 ô các bạn ơi. Ok, xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ đến với cái phần là ốp kiến nha. Cho chúng ta sẽ thấy được mấy em cáo bên trong nó sẽ sống như thế nào đó các bạn ơi. Mình vẫn sẽ dùng cái loại kiến đó chính là Reinforced Glass thôi. Cái loại kiến này xài cho nó lẹ đó các bạn ơi.
nhìn nó cũng trong suốt nữa. Đây chính là kiến cường lực. Mặc dù mấy cái con cáo này á, nó không có phá được kiến, nhưng mà nói chung là để nói chung là để kiến cường lực cho nó chắc đó các bạn à. Đó. Cái phần mặt trước thì chúng ta vẫn tiếp tục dùng kiến cường lực luôn. Ồ, ngon lành cành đào nè. Rồi, và đây chính là cái phần cuối cùng. Kéo ra cho xong luôn các bạn ơi. Đó, và đây chúng ta đã có được một cái chuồng cho cáo rồi nè. Ui, mà nhìn nó cũng khá là to các bạn ha. Chuồng cáo như vậy thì nó quá là bự luôn thì phải. Trời ơi, có ai tưởng tượng được không? Đây là cái chuồng cho cáo hả? Sao nó to bởi cái chưởng vậy? Mình có nên tách ra luôn là chuồng cáo tuyết một bên và chuồng cho mấy em cáo thường một bên không ta? Đây mình sẽ thử làm như thế này thử coi. Chúng ta sẽ làm một cái lối đi ở phía chính giữa nè các bạn ơi. Và mình sẽ làm hàng rào để mà rào một bên là chuồng cho cáo tuyết. Và một bên này đó chính là chuồng cho mấy em cáo bình thường thôi các bạn ơi. À, và chúng ta sẽ có được một cái lối đi ở phía chính giữa như thế này nha. Uầy, tính ra cũng được nhờ. Từ từ đã, để bây giờ mình dùng cái qua mình kéo ra đi cho nó nhanh. Đó, cứ dùng qua mình kéo qua trước đi các bạn ơi. Chúng ta làm xong cái sàn này trước đi ha. Đó, và đây sẽ là sàn cho mấy em cáo tuyết nha. Chúng ta sẽ tiến hành tạo luôn. Đầu tiên là tạo một cái nơi để mà trồng cây đi. Mình sẽ trồng vài cái cây ở quanh đây đi. Mình sẽ dùng những cái cây lá kim nha các bạn, cho nó phù hợp. Ui, mình đang cầm khá là nhiều đồ luôn, chứ mình phải cất vào bớt mới được. Đồ nhiều vãi chưởng ạ. Đây, chúng ta sẽ dùng một cái cây lá kim chỗ này. Lên. Đó, được một cây rồi nè. Và phía này một cây nữa là xong. Đó, chúng ta sẽ thêm một cây nữa phía này luôn nha các bạn ơi. Mình sẽ trồng cây nhỏ thôi, không có cần cây to đâu. Đó, vợ này thì cho được mấy em cáo rồi vô rồi đó. Còn ở bên còn lại thì chắc chúng ta sẽ trồng những cái cây bình thường thôi bạn ơi. Mình sẽ dùng những cái acacia được không nhờ? Thôi những cái cây gỗ sồi sẫm màu hoặc là cái cây gỗ bạch dương thôi các bạn ơi. Mình nghĩ là nên xài hai cái loại cây đó. Đây gỗ sồi sẫm màu nè. Ui gỗ bạch dương mình có sapling không ta? Đây gỗ bạch dương luôn nè. Ngon lành. Ok, mình sẽ trồng một cái cây gỗ sồi sẫm màu à. Chắc trồng ở phía chỗ này luôn quá. Lên, lên nào. Đó, nó đã chịu lên rồi các bạn ơi. Và chúng ta sẽ trồng thêm mấy cây bạch dương quanh đây luôn nha. Bên này một cây bạch dương nè. Và phía này cũng vậy.
đây đã. Đó, chuồng cáo, chỉ một chuồng thôi là đủ rồi các bạn ơi, không cần nhiều. Ôi, mình còn chuồng cho thỏ nữa phải không ta? Mình có đủ ván gỗ không ta? Hên quá các bạn ơi, mấy là đủ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi thả mấy cái em cáo tuyết vào trước nha. Đó, cáo tuyết sẽ được cho ra trước nè. Ngon lành, hai em. Rồi, và chúng ta sẽ thả một cặp nữa các bạn ơi. Ôi, nghe tiếng của mấy em cáo nè, nghe sẽ khá là xịn xò luôn các bạn ơi. Và đây rồi, chúng ta có được 6 em cáo tuyết rồi nè. Bây giờ thì chắc mình sẽ đi bắt thêm mấy cái em cáo thường nha các bạn ơi. Ôi trời, hình như nó cũng đã sắp tối rồi đó. Nhanh thiệt sự ạ. Mình phải đi bắt cáo thiệt là nhanh thôi các bạn ơi. Báo đen, chồn, nhưng mà vẫn chưa thấy cáo luôn. Trời ơi, mấy em cáo nó ở đâu vậy? Ủa, hay là nó ở trên kia kìa các bạn ơi. Mình thấy được một cái con gì nó màu cam cam vàng vàng. Hình như là một em cáo đó. Chúng ta sẽ thử trèo lên cao coi thử coi. Có phải đây là em cáo mà chúng ta đang tìm kiếm không? Đây, đúng nó rồi các bạn ơi. Cho nó ăn một cái cục gà tây thôi nè. Đó, mình sẽ đặt em này là Frost thôi nha các bạn. À, tìm nãy giờ mới được một em cáo thôi đó. Bọn này nó khó xuất hiện thiệt sự luôn. Wow, gặp được một cặp hổ luôn các bạn ơi. Xịn thiệt sự nha. Bên đây được thêm một em hổ khác nữa nè. Heo. Bên đây cũng là một cặp hổ khác nữa. Ôi, mình gặp dồn nhiều vậy. À đây đây rồi, mình thấy thêm một em cáo nữa rồi nè các bạn ơi. Em này thì mình sẽ thuần hóa nó luôn. Tìm nãy giờ mới có đó. Rồi, lụm nó về thôi các bạn ơi. Thế là chúng ta đã có được một cặp cáo bình thường rồi đó. Thôi mình sẽ cố gắng kiếm thêm mấy cặp nữa nha. Ở bên kia chúng ta có được một cái em voi. Hình như là... Ồ, đây là voi châu Á rồi các bạn ơi. Đây đây đây, gặp được một em cáo nữa các bạn ơi. Tìm đã đời mới gặp được một em nữa đó. Đây rồi, ngon lành cành đào. Em cáo thứ ba của anh. Trời ơi, tìm nó cũng cực khổ thiệt sự luôn. Bên đây thì chúng ta có được hổ nè, cũng như là ngựa. Ngựa khá là nhiều ở quanh đây luôn đó. Đây đây đây, ú, gặp đừng con nè. Trời ơi, tưởng không có nhưng mà có đó các bạn ơi. Thêm một em cáo nữa. Em cáo thứ tư của mình. Trời ơi, chúng ta đã đủ được hai cặp cáo rồi đó. Cho mình kiếm thêm một cặp nữa rồi mình sẽ đi về nha các bạn ơi. Kiếm mấy con cáo này nó cũng khó lắm đó. Ờ, mình gặp được một em kitty nè, một em mèo. Chúng mình sẽ lưu chỗ này quá. Kitty, để hôm nào mình sẽ đi bắt mèo về và chúng ta sẽ nuôi mấy cái mèo này các bạn ơi. Ui, hai con luôn. Bên đây thì gặp được mấy con mèo đen nữa nè. Hai con mèo đen luôn. Wow. Có thêm bông cáo nào nữa không? Chúng ta sẽ cùng ngó nghiêng bên đây thử coi. Ồ, mình ra mấy cái vùng đồng bằng á, cũng khá là dễ để mà gặp cáo đó các bạn ơi. Để mình kiếm thêm coi có gặp em nào qua đây nữa không ta. À, đủ một cặp để tôi đi về cho mau nè. Đây 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 các bạn ơi. Rồi, và đây chính là em cáo cuối cùng của mình nha. Trong tập ngày hôm nay luôn. Đó, bắt về thôi. Trời, đi kiếm nãy giờ mới thấy được. Rồi, mình về mình thả cáo thôi bạn ơi. Về thả cáo thôi nè. Đây rồi, đây rồi. Mấy em cáo bình thường thì mình sẽ thả cho nó ở trong này nha. Đó, một em, hai em, ba em và em thứ tư. Rồi mình chỉ còn hai em nữa thôi các bạn ơi. Ồ, mình nghe tiếng tụi nó kêu nè. À, chúng ta có thể cho nó ăn gà tây tiếp tục để mà đổi tên nó nha. Ồ, khá là xịn sò luôn. Thì khi cái bọn cáo này nó mất máu á, các bạn cũng có thể cho nó hồi máu lại bằng cách cho nó ăn gà tây nha các bạn ơi. Ây da, ây da, mém tí mở cửa cái chuồng cáo bên kia rồi. Ok, và thế là tập ngày hôm nay sẽ tạm dừng ở đây nha các bạn ơi. Mình đã có được hai loài cáo rồi nè, đó chính là cáo tuyết cũng như là cáo thường rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bật lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.